kính thưa toàn thể kính thưa toàn thể các gia đình, các ông, các bà, các cô, các chú, các bạn, anh em, thực sự thì bản thân Ngọc An đứng trên sân khấu rất nhiều, đã từng biểu diễn cũng rất nhiều, nhưng mà khi mà đứng trên chính cái sân khấu của mình thì thực sự là rất xúc động. Cái xúc động nữa đó là được sự quan tâm của gia đình, của toàn thể họ hàng, toàn thể cơ quan, các anh em, bạn bè, hàng xóm, thì thực sự rất xúc động. Và ngay trong giờ phút này, cũng thay mặt cho gia đình xin có một món quà gửi đến tất cả những người thân, những anh em đã ủng hộ và giúp đỡ, cũng như là trong suốt cái thời gian vừa qua. Và đặc biệt là người vợ, đến bây giờ là đã là người vợ chính thức, và đây là một món quà đặc biệt muốn gửi dành đến em. Trái tim ao kề những tháng
cho lòng anh đã bao ngày. Nghe xin lắng nghe để con tim anh muốn nói tình yêu đó.